Nơi thế nè, thế này chiều tối rồi, năm mươi mấy rồi. Tôi xanh xuống xuống hồ bơi bơi cái cho biết, hay lần đầu được đi bơi này ha. À, ba mua cho cái phao mới nè, cái phao của xanh mới nè. Đi xanh bơi cho biết ha, bơi cái lên nha, bơi cái mình lên mình tắm cho nhà ha. Jason ơi, Jason à, xin cái phao màu cam đã quá ta ơi, bơi lại mình lên ha. Ơi, Jason với ba thôi, ra tới được cái khu vực hồ bơi rồi. À, đây là khu vực hồ bơi. Jason xuống hồ bơi thứ nhì này nha, hồ bơi thứ nhì là hồ bơi nhỏ này ha. À, Jason xuống đây chơi cho biết cho quen nước thôi, người lên ha, chưa? Ok. Ha. Xuống đứng đây. Yeah, xuống chân như thế coi. Yeah. Rồi bấm ha. Để lên. Ý. Ôi, nè, để lên đây. Nè. Rồi bấm thôi, bấm thôi. Cái này nó cái bơi nè, cái phao bơi mình nè, thấy chưa? Cái thân cái quần bơi nè, ui đã quá bơi nha. Còn mình ngồi đây cái bãi đẩy vòng chơi ha, tập nước đi, tập nước đi, xin tập nước đi, tập đi, tập đi. Cười xanh ha. À, mới ử. Đó. Ê, giống như tắm ở nhà nha không? Giống như tắm ở nhà nha không? Rồi bây giờ mình vô. Ủa, đúng rồi. Nhìn cái tay bạn nè. Chèo. Thấy không? Đấy, cái phao nè, mình ngồi đây mình mới bơi được. Đúng không? Đây là cái phao, phao màu cam nổi bật với xanh luôn. Bên kia là hồ bơi dành cho người lớn, bên đây là hồ bơi dành cho con nít. Vô thì tới bộ gối à. Cái phao với xanh thì cho xanh ngồi ở đây. Ủa, ôi ôi chiếc lá nè, chiếc lá. Ủa, chiếc lá. Ủa chiếc lá đâu ta? Nè, chiếc lá nè. Ba nè, ba ôm nè, ba ôm nè. Ôi ôi. Cái gì đâu? Nè, chiếc lá nè. Hả? Chưa không? Quá đã lên đây. Chủ ơi, chiếc lá nè. Trên đây, bên dòng, bên dòng nè. Ủa, quay ngược lại. Ủa, quay ngược lại. Đẩy nha, mà đẩy xanh đi vòng nha. Đạp đi, đạp chân đi.
N Chạy đã không? Thôi chạy lên kia nha. Sao mặt nhăn như vậy? Đạp xuống đây. Mặt nhăn như ta. Thấy không? Cái phao mình đó. Cái phao này nãy ba thổi lên nè, thấy không? Cái xanh ngồi vô đây nè, cái nó nổi lên mặt nước á, cái mình lấy cái chân mình đạp á ha. Cái nó bơi đó ha. Thấy không? Đã quá luôn. Vô bơi cái người ta cũng mở mấy cái đèn cho nó sáng. Hồ bơi này nằm giữa mấy tòa nhà. Xung quanh này có ghế ngồi, có cái dù đồ mà chỉ có là chiều chuẩn bị mưa bây giờ ta hạ xuống rồi. Thấy quen chưa? Nước cũng khá ấm, không có lạnh. Ê. Đạp đạp nè, mình cũng có cái phao nè. Phao cái gì đâu ha. Đó, có cái ba nè. Ủa chiếc lá nào xanh? Chiếc lá đâu rồi? Ủa chiếc lá đâu ta? Chiếc lá rơi đâu rồi ta? Mình chiếc lá đâu xanh nè. Chiếc lá đâu rồi? Ta. Ủa chiếc lá nó chìm đâu rồi, không biết nữa. Chen. Nè, con giải này lên đi. Nè, con cầm lên đi. Xin đập đi. Đập đi. Ôi, phải kiếm chiếc lá cho xanh nha. Chiếc lá xanh. Rồi, bà cũng không nhìn dọc cho nha. Rồi, thôi lên nha, tắm chút phải lên ha. Chụp quen nước thôi nha. Không chịu ngồi xuống, ngồi vậy nó mới chịu á.
Rồi, hôm nay đi cho quen nước, cho quen hồ bơi, lần đầu tiên cho Sơn được đi bơi nè. Mà lạ, bởi cái mặt cái mặt là không có cười khóc không à. Nhưng mà Sơn sướng cho quen nước nha. Rồi mấy bây sao vậy? Rồi rành thì mình từ từ làm quen ha, Sơn ha. Chị không cần. Nha. Yeah. Bye bye. Bye bye các, bye bye mọi người. Mặt buồn luôn. Cưới cái ơi. Cưới cái ơi. Hả? Hồi lên nha. Rồi ok.